Hoa hậu Lê Hoàng Phương vừa đăng tải những hình ảnh về trang phục dạ hội sẽ được cô trình diễn tại đêm thi bán kết sắp tới. Từ bản vẽ cho đến thành phẩm, bộ trang phục đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Trang phục dạ hội được lấy cảm hứng từ hình tượng thiên Nga, biểu trưng cho sự trung thủy và xinh đẹp, biểu tượng cho sự sang trọng. Thiết kế 3D tạo hình hai chú chim thiên Nga e ấp ôm trọn phần ngực đầy tinh tế kết hợp cùng sự uyển chuyển của chất liệu bay bổng. Phần thân dưới được đính kết hạt cườm ống giúp bắt sáng trên sân khấu. Ẩn hiện dưới ánh hào quang của những viên đá quý sẽ giúp cho Lê Hoàng Phương toát ra vẻ kiêu sa, quyền lực và thanh lịch trong mỗi bước đi. Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm cũng là người đã thiết kế nên trang phục dạ hội chung kết cho Lê Hoàng Phương tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Anh cho biết lần này mang đến một làn gió mới khi tạo nên một trang phục hoàn toàn khác lạ, không cắt xẻ chân và kết hợp cùng tà bay. Trang phục dạ hội được lấy cảm hứng từ hình tượng thiên Nga giúp Lê Hoàng Phương toát ra vẻ kiêu sa, quyền lực và thanh lịch. Trong quá trình hoàn thiện trang phục, Lê Ngọc Lâm bày tỏ, khó khăn lớn nhất của tôi là về mặt thời gian. Tôi cùng 7 người thợ làm việc liên tục trong 15 ngày để hoàn thành chiếc váy được đính kết vô cùng cầu kỳ. Tuy form dáng không có nhiều điểm mới lạ nhưng để xử lý các chi tiết ra sao để thật sự nổi bật là điều không hề dễ dàng. Tôi luôn áp lực việc phải làm như thế nào để chiếc váy vừa mang đậm tính chất Miss Grand mà vừa phù hợp với vóc dáng của Hoàng Phương. Ngày mà Phương thử bộ trang phục lần đầu tiên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi sự nỗ lực đã đưa.